Bạn sợ lỗ ở cấp độ nào? Nỗi sợ là thứ giúp chúng ta có thể tồn đến thời điểm hiện tại. Sợ quá phải bạn. Nếu một người nào đó không sợ những thứ bạn sợ thì người đó một là ngu đéo tả được. Hai là can đảm idol các kiểu. Cảnh báo video này cực kỳ nhiều lỗ. Nếu bạn có nỗi sợ mấy thứ này thì hãy thoát ngay khỏi video. Còn nếu cố xem hãy chuẩn bị tâm lý xem giới hạn của bạn ở mức độ nào. Sẵn sàng chưa các idol? Sợ lỗ cấp độ 1. Ở cấp độ này thì bạn sẽ sợ những vật dụng quen thuộc mà nó lại nhiều lỗ như là miếng rửa chén, lát cắt bánh mì, phô mai, rổ đá các kiểu. Ai mà sợ mấy cái này thì thôi, ngày nào cứ mở mắt ra là thấy sợ. Mà mình nghĩ cấp độ 1 thì chắc cũng easy. Sợ lỗ cấp độ 2. Cấp này lỗ không còn là những vật dụng quen thuộc mà chúng được tạo ra từ động thực vật. Ly cà phê nhiều lỗ, quả dâu tây, bắp sen này cũng là bắp sen nhưng nó già. Lỗ ong này cũng là lỗ ong nhưng nó có nhộng bên trong. Bạn đã vượt qua cấp độ 2. Sợ lỗ cấp độ 3. Cấp này thì hơi kinh, hơi thôi. Lỗ trên cơ thể vật sống như là ấu trùng, nước này, con ếch tổ ong, những con vật ký sinh trên động vật như con sâu này cũng khá phết đấy nhở. Đến cấp tiếp theo nha. Sợ lỗ cấp độ 4. Lỗ trên cơ thể người. Trước khi sâu thử thách cấp này, nếu bạn không trụ nổi đến đây thì hãy comment cấp độ mà bạn đạt được nhé. Lỗ trên tay, lỗ trên chân. Anh bạn với những hạt đậu này, nhân vật phim kinh dị hay là chị đẹp này, nhưng nó lại chuyển động. Ok, bạn là thiểu số, bạn gan dạ, chúc mừng bạn đã vượt qua cấp độ 4. Để tiến tới cấp độ tiếp theo, sẽ có một dòng chữ xuất hiện ngẫu nhiên. Bạn chỉ cần comment dòng chữ này, tôi sẽ gọi bạn là idol. Sẵn sàng chưa? Cấp độ khó thở nhất, căng nhất và kinh nhất. 3, 2, tôi đã không vượt qua cấp độ này. 1. Bạn sợ lỗ ở cấp độ nào? Lỗ chúa. Ở video trước 80% số comment đều trên nó quá easy. Có gì khó hơn không ông ơi? Chứ này nó lại dễ quá. Thì nó lại ở video này nhé. Vẫn là cảnh báo video cực kỳ nhiều lỗ. Nếu bạn chọn xem thì hãy có trách nhiệm với quyết định của mình. Mình sẽ đi qua hai cấp độ khó thở nhất của video cũ. Bạn hãy lượng sức để chúng ta tiến tới những cấp độ tiếp theo. Sợ lỗ cấp độ 4. Lỗ trên cơ thể người. Lỗ trên tay. Lỗ trên chân. Anh bạn với những hạt đậu này, nhân vật phim kinh dị hay là chị đẹp này, nhưng nó lại chuyển động. Thiệt sự thì nể mấy bạn qua được cấp độ 5 VL. Mình thua. Sợ lỗ cấp độ 6. Lỗ từ những thứ quen thuộc nhưng nó dị thường. Lỗ di chuyển kiểu mô hình này, đồ chơi nhưng mà nó đắng. Lỗ từ vô số bong bóng khi đun nước. Cấp này chỉ là màn dạng đầu thôi các bro. Sợ lỗ cấp độ 7. Từ cấp này bạn nào yếu tim các thứ mà vẫn xem thì có thể che nửa màn hình lại hen. Lỗ gây ảo giác cực mạnh. Lưng mọc lỗ rỗ lỗ rỗ. Chị đẹp này nhưng mà nó hơi lạ. Hay là ảo ảnh lỗ cực lú này. Thấy khó thở chưa các con chiên ngoại đạo? Tôi thì biên tập video hết nổi. Sợ lỗ cấp độ 8. Hãy nói cho tôi nghe bạn vẫn còn ở đói chứ. Comment đi. Bàn tay lỗ phiên bản video. Lưng lỗ nhưng mà hơi nhầy nhụa. Sinh vật gây cực lú. Đến đây mà vẫn chưa ra triệu chứng gì thì xin thưa ngài, ngài đã sẵn sàng với cấp độ cuối chưa? Tôi gọi nó là cấp độ locking. Trước khi vào locking, hãy chắc chắn rằng tâm lý mình đủ ổn để coi. Đã ăn rồi, hãy để điện thoại của mình cố định thay vì cầm. Sẽ có 3 video và mỗi video ẩn một từ đặc biệt. Nếu bạn comment được nó, bạn là ngài, tôi sẽ gọi bạn là super idol. Sợ lỗ cấp độ king. Khởi động cấp độ king bằng một mô hình 3D không có thật. Ổn chứ? Tiếp nhé. Cái này là có thật. Kinh tởm quá, chơi luôn hả? Này nhé, cái này cũng có thật. Nếu mà chưa đủ kinh thì hãy vào ngay hai đường link dưới comment. Sợ những cái lỗ, phần 3. Chiều lòng các bạn thì dưới đây là phần 3. Ở phần này không có những cấp độ nhưng vẫn có thử thách. Ai mà còn vô xem video này thì là châu bò rồi. Nhưng vẫn có mấy con pha ke. Comment easy các kiểu mà tối hỏng có ngủ được. Thế nên chỉ khi bạn comment đúng những từ ẩn, bạn mới thực sự là người bản lĩnh với mấy cái lỗ này. Sẵn sàng chưa? Mỗi vòng sẽ có 4 hình ảnh. Mỗi ảnh sẽ có một từ trong cụm câu chính. Hãy tìm nó và xếp chúng thành một câu có ý nghĩa. Chúng ta sẽ đến với phần thi khởi động ngay bây giờ. Lỗ từ san hô. Hãy tìm những từ khóa ẩn. Những chấm bi từ thứ này. Bức ảnh với những cái ống tre. Hay là vô số bắp sen già này. Bạn đã có cho mình 4 từ ngữ có nghĩa chưa nào? Nếu không chơi, hãy gợi ý cho người chơi bằng những mốc thời gian và nơi có chữ. Phần thi thứ hai, vượt chướng ngại vật, chứng minh bạn thực sự không sợ lỗ bằng những thử thách chứ đừng có comment xuông. Những con bọ này bu trên mặt, búp bê phiên bản a la lỗ, mũi con cờ hó phiên bản micro, miếng thịt có mắt. Rất xuất sắc. Nếu bạn đã có thêm 4 từ có nghĩa không chơi mà thấy từ khóa thì comment nhé. Phần thi thứ 3, tăng tốc. Phần này là dễ nhất, nó giúp bạn định tâm để vào phần thi cuối. Bức ảnh với những con ký sinh trùng, mô hình người, lỗ trên má của chị đẹp này. Hay chị đẹp này, đây có lẽ là phần thi Olympia đầu tiên kiểu dị như này. Chúng ta đang tìm nhà vô địch với câu có nghĩa được ghép bằng những từ có trong bức ảnh. Phần thi thứ 4, về đích.
Những hình ảnh về lỗi có thể gây ám ảnh sẽ giúp các bạn loại bỏ được đa số người chơi. Hãy vượt qua chúng, ghép chữ và trở thành nhà vô địch. Ai comment đúng người đó là nhà vô địch. 10 người comment đúng và sớm nhất, bạn sẽ được lên video và hỏi mình một câu mà bạn muốn. Về đi, quái vật mặt lỗ tay lỗ. Mà lỗ. Thực thể người răng này. Hay. Qua rất nhiều video về mấy cái lỗ, mình nhận ra đỉnh cao của mấy cái này nó nằm ở trên người các bạn ạ. Những cái lỗ ở chỗ khác không là gì cả. Có lẽ nỗi sợ này xuất phát từ việc bạn sợ một ngày nào đó mấy cái lỗ nó nổi trên cơ thể mình. Nhưng ghé tai lại đây, tôi thì thầm một bí mật cho các bạn nghe. Mấy cái lỗ bạn sợ ấy nó là hàng pha ke. Bạn nổi da gà khi thấy bàn tay này ư? Sự thật thì nó là sản phẩm của việc hóa trang. Bàn chân toàn lỗ này cũng là hóa trang. Đúng là lỗi sợ là ánh trăng lừa dối. Sự thật thì giữa có lỗ và không có lỗ thì không có lỗ đáng sợ hơn nhiều. Thế bạn chọn nàng tiên cá này hay nàng tiên cá này nào? Comment nhé. Có một người đàn ông đã biến nỗi sợ của bản thân mình thành nỗi sợ của người khác và đã được ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness thế giới. Đây là Roy và những ảnh trên chỉ là ảnh lúc ông 40 tuổi. Đây là hình ảnh hiện tại. Ngạc nhiên chưa? Ông ấy là người Đức sỏ khuyên nhiều nhất thế giới. Cuộc sống của ông ấy bắt đầu thay đổi khi ông ấy làm điều khác biệt, đúng kiểu trẻ không chơi, da đồ đốn. Đã 62 tuổi nhưng mà thay vì để vợ cắm sừng, ông ấy đã chủ động nuôi sừng để khỏi bị cắm. Ổng cũng là người có sự can thiệp vào cơ thể nhiều nhất trên thế giới. Không chỉ ở mặt, mũi và đầu, ổng còn cấy bóng vào cánh tay, bàn tay, nam châm vào ngón tay. Chỗ nào mà gắn được là ổng đều gắn. Không chỉ mình ông ấy có lối đi riêng, chị này cũng là người có sở thích là lỗi sợ của người khác. Thiệt là thú vị, phải không quý vị? Nếu mà chưa đủ đô thì hãy đến với người đàn ông này. Hàng trăm mũi kim trên đầu, nổi da gà chưa quý vị? Mình khá là quan ngại với những sở thích kỳ dị như trên. Với những video trên, các bạn sợ lỗ đã phê chưa? Mình thấy rất nhiều bạn có hứng thú đến chủ đề này, nên cứ lúc nào mình kiếm được những thứ mới lạ, mình sẽ bế nó lên kênh cho các bạn xem. Đây là lý do khiến bạn sợ lỗ. Ở video trước, chỉ trong 24 giờ đã có 4.000 comment. Mình đã dùng tool khảo sát thì có tới 16% các bạn ở đây đều rất sợ mấy cái lỗ này. Nếu bạn ở phía đa số thì xin chúc mừng. Mình cũng bị sợ mấy cái lỗ này. Mà chữ cuối video không phải là idol nhé. Hãy xem thật kỹ. Mình thì đã gục ngã ở cấp độ 5. Các triệu chứng mình gặp phải bao gồm đau đầu, choáng nhẹ, khó thở, kiểu như đang có vật cản ở trong cổ họng và rủn người, kiểu như bị trúng gió. Để lý giải cho cái nỗi sợ tưởng như vô lý này thì mình đã tham khảo nhiều nguồn báo chí khoa học trong nước và nước ngoài. Dưới đây là kết luận. Trường hợp 1, nó đã nằm trong gen của chúng ta. Tức là nỗi sợ này có ngay từ lúc ta sinh ra. Nó kiểu như bản năng vậy. Theo lý giải thì có thể trong quá khứ xa xưa, tổ tiên của chúng ta đã từng bị một vài loài động vật có nhiều lỗ sát hại hoặc làm bị thương nghiêm trọng. Dần lần nó gắn sâu vào trong tiềm thức và được lưu giữ trong ADN để những thế hệ về sau tránh được và tăng tỷ lệ sống sót. Báo đốm, bạch tuộc đốm xanh, linh cẩu hoặc con gì đó cực kỳ kinh mà đã tuyệt chủng. Trường hợp 2, ám ảnh tâm lý do đã trải qua một biến cố lớn ở quá khứ. Nó cũng kiểu như trường hợp 1, nhưng này là do bạn tự trải nghiệm. Khi nhìn thứ nhiều lỗ, bạn lại nhớ những ký ức đáng sợ đó, vậy nên bạn sợ. Hiểu đơn giản thì kiểu, bạn đã từng bị chó cắn và phải nhập viện. Sau giai đoạn đó thì bất kể khi nào bạn nhìn thấy chó, bạn đều sợ, cho dù nó chỉ là một con chó bằng bông. Trường hợp 3, do não bộ quá tải. Khi quan sát một vật gì đó nhiều lỗ, não của bạn sẽ không kịp xử lý những thông tin tiếp nhận, lượng oxy cung cấp không đủ. Vì vậy, cơ thể sẽ nhắc khéo bạn bằng những triệu chứng như đau đầu, chóng mặt để bạn đừng có nhìn nữa. Đừng nhìn nữa, tao mệt rồi. Nó như là một phản ứng có điều kiện, y như cách mà bạn rụt tay khi sờ vào một thứ gì đó nóng nóng, mềm mềm, mịn mịn. Nói chung thì ai rồi cũng sợ lỗ thôi. Không lỗ này thì lỗ khác.